Đại Đức, Đại Trí. Dạ, thấy chưa tới giờ mà hết nghe nên không có dám cầm mic. Dạ, con tri ân sư và cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Bao Thất mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối giờ Houston, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng giờ New York, 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng Paris, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Mười sáu kinh tâm hoang vu chê tơ chi la sút tá, phân đoạn 86 đến 89, dịch giả Hòa thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Cùng kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con kính bạch ngài Tỳ Siêu. Con kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức và kính chào đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 16 kinh tâm hoang du chê tơ khi lá xuất tá, phân đoạn 86 đến 89. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Mặc dù những gì chúng ta đã học qua lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ học lại chúng ta vẫn thấy cái giá trị của Pháp Bảo. Những bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta không thể
đọc một lần, nghe một lần, mà chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần và nghe đi nghe lại nhiều lần. Trong các bài kinh đó thì hôm nay chúng ta học lại bài kinh Tam Quang Vô, kinh số 16, Chia Tu Kila Sutta. Đầu tâm này nó cũng ví như một cái mảnh đất. Khi mảnh đất chưa được dọn sạch, còn hoang vu thì khó trồng cây lên trái ngọt. Nhưng ở đây Đức Phật đã dạy một cái nội tâm như thế nào là một nội tâm hoang dã chưa được khai hóa. Và trong trường hợp này, Đức Phật này dạy về năm biểu hiện của sự thuần hóa nội tâm và kết quả thiết thực trọn vẹn. Bài kinh này cũng đã nói lên căn bản của sự tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này qua lời giảng giải của đại đức ở của thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình thứ tư ở trong tuần. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho kinh văn, rồi sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Phật Thầy. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Phong Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và con xin được phần đọc phần chánh kinh. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Phật lịch 2564 giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 16, Kinh Tâm Hoang Ngu, Chê Tô Khi Lát Xuất Tá, phân đoạn 86 đến 089. Mười sáu, Kinh Tâm Hoang Ngu, Chê Tô Khi Lát Xuất Tá, gọi là Kinh Tâm Hoang Ngu, Chê Tô Khi Lát Xuất Tá, vì nội dung Phật ngôn dạy về nội tâm thiếu tu tập như một vùng đất hoang dã chưa được khai hóa. Thở ấy, Thế Tôn ở Sao Quách Thiết, Xá Vệ tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anna Thapin Đi Cá Cấp Cô Đập, trong một pháp thoại hàng ngày cho chư tỳ kheo, ngài đã đề cập đến những biểu hiện của một nội tâm buông thả, hiếu tu tập. Ngoài năm trạng thái của tâm hoang vu, còn năm sự trói buộc hai triền vượt. Đi xa hơn, bậc đạo sư dạy về năm biểu hiện của sự thuần hóa nội tại về kết quả thiết thực. 086, mảnh đất chưa dọn sạch, khó trồng cây lành trái ngọt. Là người mà cuộc sống tinh thần không có giá trị cao quý để theo đuổi, không có một lập chí rõ ràng trên, nên thường phân vân nghi hoặc, không có một động lực để dẫn mạnh trên đường tu tập. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thi, Xá Vệ tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika
cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm phiền trược, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, như sự kiện này không có xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự không quyết đoán, không có định tính. Chư tỳ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự không quyết đoán, không có định tính, thời tam vị này không có hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào nghi ngờ pháp, do dự không quyết đoán, không có tịnh tính, vân vân như trên, nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào nghi ngờ tăng, do dự không quyết đoán, không có tịnh tính, vân vân như trên, nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. Và này lại nữa, chư tỳ kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự không quyết đoán, không có tịnh tính, vân vân như trên, nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỳ kheo phẫn nộ đối với các bậc tỳ kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Chư tỳ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là tâm hoang vu chưa được diệt trừ. Những điểm cần nhớ: năm tâm hoang vu là: A. Nghi hoặc và không có tịnh tính ở Phật. B. Nghi hoặc và không tịnh tính ở Pháp. C. Nghi hoặc và không tịnh tính ở Tăng. D. Nghi hoặc và không có tịnh tính ở học giới. E. Cư xử với các pháp nữ bằng thái độ khiếm nhã, thiếu thân thiện. 087. Năm trói buộc nội tại là sự dính mắc do ái chấp không thể thanh thản để hướng tâm đến mục đích cao cả. Kinh văn: Thế nào là năm tâm hiện trược chưa được đoạn tận? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đối với những dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không luyến ái, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái, vân vân, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm phiền trược thứ nhất chưa được đoạn tận. Và này nữa, và lại nữa, chư tỳ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái, vân vân như trên, như vậy là tâm phiền trược thứ hai chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo đối với các sắc pháp không phải không tham ái, vân vân như trên, như vậy là tâm thiền phược thứ ba chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc, về sàng tọ, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thủy miên. Chư tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, vân vân như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được đoạn tận.
Và lại nữa, chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới và ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên, hai chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh, vân vân như trên, như vậy là tâm hiện trược thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm thiền trược chưa được đoạn tận. Chư tỳ kheo nào chưa việc diệt trừ năm tâm hoang du này, chưa đoạn tận năm tâm phiền trược này, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp vực này, sự kiện này không xảy ra. Những điểm cần nhớ: năm trói buộc nội tại: A. Tham chấp các dục lạc. B. Quá nặng cá nhân. C. Nặng phần hình thức. D. Ham ăn mê ngủ. E. Mong cầu sanh thiên. 088. Đoạn tận tâm hoang vu và những trói buộc nội tại. Người tu tập cần hiểu rõ những mối ngổn ngang và các trói buộc trong lòng, đồng thời cương quyết vượt qua tất cả. Kinh văn: chư tỳ kheo nào đã diệt trừ năm tâm hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này có xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo không có nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự quyết đoán tịnh tính. Chư tỳ kheo nào không có, tỳ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự quyết đoán tịnh tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được diệt trừ. Lại nữa, chư tỳ kheo nào không nghi ngờ pháp, không do dự quyết đoán tịnh tính, vân vân như trên. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào không nghi ngờ tăng, không do dự quyết đoán tịnh tính, vân vân như trên. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba đã được diệt trừ. Chư tỳ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự quyết đoán tịnh tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối cứng rắn. Chư tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối cứng rắn, thời tâm vị này hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ai luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái. Chư tỳ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ai luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn, như vậy là tâm thiền trược thứ nhất đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào đối với tự thân không có tham ái, vân vân như trên, như vậy là tâm thiền trược thứ hai đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái, vân vân như trên, như vậy là tâm thiền trược thứ ba đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào không ăn
cho đến thọ thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng về khoái lạc sàn tò, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thủy miên, vân vân như trên. Như vậy là tâm thiền trược thứ tư đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩa ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm thiền trược thứ năm đã được đoạn trần. Như vậy là năm tâm thiền trược đã được đoạn tận. Chư tỳ kheo nào đã được đoạn tận năm tâm thiền trược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp vực này, sự kiện này có xảy ra. 089. Sau khi đất đã dọn sạch, cần phân bón cho màu mỡ trước khi gieo trồng. Với sự đoạn tận năm tâm hoang vu, cắt đứt năm trói buộc, hành giả cần tu tập thêm năm để thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát là kinh văn. Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục thiền định, tinh cần hành tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định, tinh cần hành tu tập với ý túc câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành tu tập như ý túc câu hữu với tư duy thiền định, và tinh cần hành với nỗ lực là thứ năm. Chư tỳ kheo nào đầy đủ 15 pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn khỏi các ách vượt. Chư tỳ kheo như có khoảng 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái. Những trứng này được con gà mái khéo ấp, ngồi lên trên khéo ấp nấm, khéo ấp dưỡng. Thời dầu con gà mái không khởi lên sự mong ước, mong rằng với những con gà con của ta, sau khi đâm tụng quả trứng với móng chân nhọn của chúng, hai với mỏ của chúng, có thể thoát ra một cách an ổn. Dạ, con xin đọc lại. Có thể thoát ra một cách yên ổn. Những con gà con ấy sau khi đâm thủng quả trứng với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ nhọn của chúng, có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chư tỳ kheo cũng vậy. Tỳ kheo đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Những điểm cần nhớ: năm pháp cần tu tập để thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát là: a. Dục thần túc. B. Cần thần túc. C. Tâm thần túc. D. Thẩm thần túc. E. Tinh tấn dũng mãnh hướng cầu giải thoát. Dịch giả Thượng Thích Minh Châu phân đoạn cứu thích tỳ kheo giác đẳng: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư ạ. Alo, alo, quý vị nghe được không? Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Tế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, Tệ Truy cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bạn cô tu nữ, tôn trà Phật tử. Thì hôm nay mình đọc cái bài kinh Tâm Hoang Vu và Chê Tô Khí Lát Xuất Đá. Lên cái đường đề kinh đó, thì mình thấy rằng đây là những cái pháp mà nó trải được ví dụ một mảnh đất mà chưa đoạn diệt được dọn diệt.
Cũng như vậy, một nội tâm của mình mà chưa có được ổn định đó, thường thì mình biết rằng một cái nội tâm được ổn định đó là cái phần giới tịnh hay là tâm tịnh. Nếu mà giới chưa tịnh, tâm chưa tịnh đó, thì kiến tịnh nó sẽ không sân khởi. Thì cũng như vậy, một cái vị mà có cái tâm hoang vu, có nghĩa là người đã tu tập nhưng mà không có được một cái lòng tin, cũng giống như một người đi học nghề mà không có tin tưởng cái nghề của mình, hay là một người làm ruộng mà ruộng đó bị sỏi đá, bị chuột phá, bị sâu bọ, thiếu nước. Thì những cái hiện tượng đó đó, thì một cái người mà không biết đó thì họ sẽ không đạt được cái kết quả gì khi một miếng ruộng sỏi đá hoặc là thiếu nước hoặc là bị chuột phá, bị sâu bọ, bị phèn, thì một miếng ruộng không có đạt được. Cũng như vậy, một nội tâm mà chưa có dọn dẹp đó thì không có thể nào tiến triển được. Thì cũng như vậy, Đức Phật Ngài nói lên cái sự không tiến triển của nội tâm đó do năm cái pháp đầu tiên, đó là năm cái tâm hoang vu. Dùng cái tâm hoang vu đó thì quý vị biết rằng giống như một người vào cái rừng rậm, từ cái rừng rậm mà che khuất hết tất cả cây cối, dây dăng, chằng chịt. Thì người mà lọt vào cái khu rừng rậm đó thì mình được gọi là tâm hoang vu. Một người mà khi mà lọt vào rừng rậm giống như một người mà hoài nghi về Phật. Bởi khi mà chúng ta thấy rằng một cái người, dù là một người ở trong cái giai cấp nào cũng vậy, làm cái nghề nghiệp nào cũng vậy, mình không có lòng tin với cái nghề nghiệp của mình thì coi như là một cái sự hư hỏng toàn diện. Vì một người không có lòng tin đó, thì không có thể nào mà nghe lời dạy, giảng dạy, chỉ cái cách tu tập mà người đã hành trì. Thường thì quý vị biết rằng, cũng như xuống nắc khá ná mà hôm trước chúng ta học cái bài kinh Sư Tử Hống vậy, nói về những cái như lai lực, dù Đức Phật Ngài là bậc có như lai lực, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng về bốn vô sở úy và 10 như lai lực của Đức Phật. Nhưng mà nếu một người mà họ không có cái lòng tin đối với Đức Phật, thường thường mình thấy rằng là tin Đức Phật thì có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, túc mạng thông, hay là thần thông. Có nghĩa là thiên nhãn thường tịnh, Ngài có thấy được chư thiên, thấy được các cảnh giới tái sanh của chúng sanh. Tha tâm thông với tâm của Đức Phật, biết được tâm của chúng sanh. Túc mạng thông là Đức Phật Ngài nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp của tất cả. Sanh tử thông là Ngài đã chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi do các cái lậu hoặc mang lại. Nếu mà chúng ta thiếu cái sự quý kính Đức Phật với cái lời dạy Đức Phật đó, thì coi như mình bị thất bại. Bởi vì cái sự tin tưởng với cái lời dạy của Đức Phật, vì Đức Phật giống như một cái người kỹ sư đã thông thạo tất cả về cái phương diện trồng trọt. Một người nông dân muốn đạt được cái sản phẩm từ cái đất đai mà mình trồng trọt, với phân nước, những cái điều kiện bón phân như thế nào là đúng thời, đúng giờ, đúng lúc, và phân như thế nào là phù hợp với những cái loại nông sản, lúa bắp đậu hay là cam quýt hay là mận xoài. Thì thường thường chúng ta biết rằng nếu một người mà đi làm nghề vườn đó, thì những cái loại cây nó được bón phân theo các cái thứ phân, cũng những cái thứ phân đó thôi, nhưng mà được bón vào lúc này và không nên bón phân này vào lúc này. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta biết Đức Phật đó, thì Ngài cho biết rằng khi một người mà không có lòng tin vào Đức Phật, cũng như người làm nông mà không có tin vào một người kỹ sư nông nghiệp, thì cái người làm nông đó phải trả giá cho cái sự những cái sự thất mùa, cái sự mà cây trái nó bị èo uột, hoặc là cây trái nó hư hỏng, hoặc là nó bị những loại nấm, hoặc là nó bị những cái loại sâu bọ phá hoại, mà người đó không có khả năng để điều trị được cho cái cây đó. Vì cũng như vậy, thì cũng như vậy, một cái người mà khi mà tu tập đó, họ không tin Đức Phật, vì Đức Phật là thực hành những cái pháp ba la mật trải qua vô lượng kiếp, và trong kiếp này Ngài thành tựu Phật quả, mà chúng ta không có lòng tin với Đức Phật thì coi như chúng ta không có thể nào mà tu tập được, không có thể lớn mạnh được.
Một người không không tin Đức Phật đó là đồng nghĩa với không tin giáo pháp là lời dạy của Đức Phật. Mà khi mà không tin như vậy mà tâm mình do dự, mình không có quyết đoán, không có hành trì, không có định tính, không có nỗ lực, không có kiên trì tinh tấn, thì coi như là mình đã không có đạt được cái gì. Được Đức Phật này nói ví như cái muỗng múc canh, nó bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon gần hiền, chẳng biết ọc khôn bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Rồi nếu mà hiểu được thì Đức Phật thì dạy giống như cái lưỡi nếm canh. Chính vì những cái đoạn đoạn kinh Pháp Cú hay là những cái đoạn Phật ngôn mà Đức Phật ngài nói về một cái người mà tin Đức Phật, tin giáo pháp, thì cái đó là cái sự để tu tập chứng ngộ. Còn ở đây chúng ta thấy rằng năm cái tâm quan du đó thì có năm cái tâm tịnh tính mà được phân làm 10 pháp đó, 10 pháp. 10 pháp, 10 pháp với năm cái nghi túc, đó là bốn nghi túc, dục cần tâm thẩm và cái sự tinh tấn nỗ lực liên tục đó, thì như vậy đó là đạt được cái đạo quả niết bàn, đạt được các cái thắng trí. Thì chính vì cái người mà không có tịnh tính với Đức Phật đó, thì không tịnh tính với giáo pháp, và đã không tịnh tính với Đức Phật là bậc tối thượng, thì họ cũng không có tịnh tính với chư tăng. Thường thường chư tăng là những người hành trì theo lời dạy Đức Phật, nhưng mà những người họ không tin Phật đó, thì không thể nào họ tin tăng được. Vì Đức Phật là bậc đạo sư của chư tăng, chư tăng thì tôn thờ Đức Phật là bậc đạo sư. Như vậy thì thường thường quý vị biết rằng một cái người nào mà nghi ngờ Đức Phật đó, thì nghi ngờ cái pháp mà Đức Phật này chứng ngộ, cũng như Sunakkhana vậy đó, dù theo Đức Phật nhưng mà cũng không có thể nào hiểu được cái chánh pháp do Đức Phật thuyết giảng. Chính vì sự nghi ngờ Đức Phật và nghi ngờ giáo pháp nên Sunakkhana đã bỏ Đức Phật, từ bỏ Tam Bảo, từ bỏ Phật Pháp Tăng. Thì chính vì cái sự trở ngại đó mà Sunakkhana không có thể nào mà hướng đến cái sự tịnh tính để chuyên tâm tu tập, để có thể đạt được đạo quả thiền thông thắng trí được. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng không có tin tưởng cái sự giác ngộ của Đức Phật thì không có tin tưởng vào cái chánh pháp mà Đức Phật này đã thuyết giảng, có mục đích là ly khổ đắc lạc, hướng đến cái sự yểm ly ly tham. Người không có tu tập như vậy thì không có thể nào đạt được. Thì cũng như vậy, khi mình nghi ngờ Đức Phật á, thì nghi ngờ tăng chúng, mà tăng chúng ở đây á, là thánh tăng, do cái thánh pháp siêu thế mang lại, các vị đã đạt được cái tâm đạo tâm quả, hay là những cái pháp thánh, chính pháp thánh, bốn đạo bốn quả một niết bàn, những cái pháp thánh này do Đức Phật ngày chứng ngộ và ngày thuyết giảng. Và một người không tin Phật, không tin pháp thì sẽ không tin tăng. Và khi mà không tin như vậy đó thì họ sống ở trong cái giáo hội đó, họ cũng không có quan hệ với những vị bạn đồng tu phạm hạnh. Họ sẽ phẫn nộ khi mà các vị đã dạy dỗ cho mình cái cách sinh hoạt, cái cách đi đứng, cái cách hành trì, cái cách tu tập, cái cách sống đời sống phạm hạnh đó, chế ngự những cái sự phiền não, thì mình sẽ không có nhu nghiến để mình nghe lời, nên gọi là bất mãn hay là phẫn nộ với bạn đồng tu phạm hạnh. Cái tâm tư của người đó cứng rắn. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có khả năng đắc đạo quả đó, họ còn Phật cần có giới tịnh tâm tịnh. Thì chính vì họ học những học giới do Đức Phật ngày ban hành, tin tưởng Đức Phật và tin tưởng cái chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng, pháp có thiện có ác, pháp của Đức Phật có ly khổ đắc lạc, có hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Và tin tưởng chư tăng là những vị đã được Đức Phật ngày tuyên bố đắc chứng được đạo quả thánh nhân, những vị đó đã đoạn trừ được ký sử lậu hoặc. Nếu mình một người mà có lòng tin với Phật, tin pháp, tin tăng á, thì ngược lại với người không có lòng tin, đó là những cái pháp mà sanh ra cái tâm hoang du. Như vậy thì Đức Phật nói rằng một cái người mà họ không tin Phật đó, thì cái sự cứng rắn của tâm họ đó, nó không thể nào ngu nghiến để mà hành trì được. Thành ra chúng ta thấy một đứa con hay là một người học trò mà sống ở trong trường mà nó không có thương tưởng thầy giáo, nó không có thích giáo trình, nó không có thích thú trong vấn đề học vấn, thì nó ở trong trường nó sẽ đánh lộn, nó sẽ tạo ra cái sự xung đột bằng cách này hay cách kia, nó tạo ra cái sự hỗn loạn trong cái trường học. Nó cũng giống như vậy, khi mà một đạo tràng của Đức Phật mà được thanh tịnh đó, là có đồng một cái tâm tư là tin tưởng cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin tưởng chánh pháp của Đức Phật hành trì để ly khổ đắc lạc, tin tưởng chư tăng là thực hành để đạt được đạo quả niết bàn, được thánh đạo thánh quả và niết bàn, và tin tưởng cái sự lớn mạnh do cái sự dễ dãi, cái sự nhu nhuyến, cái sự mềm mỏng ở trong tâm, và cái sự biết vâng lời
Thì đó là cái cách để sống trong cái hội chúng mà được cái sự an lạc. Như vậy thì ngược lại quý vị thấy, một người mà có năm cái tâm hoang vu đó mà đã có thì không có thể nào mà tốt đẹp được, không có thể nào thành tựu được. Còn ngược lại cái người mà thành tựu được năm cái tâm tịnh tín đó, tịnh tín với Phật Pháp Tăng, tịnh tín với những bạn đồng tu phạm hạnh, tâm tư đó là không có không có chống đối, tâm tư đó là luôn luôn lúc nào cũng mềm mỏng dễ dãi. Như vậy, như là Bà La Môn Ra Thá, vị tỳ khu già lớn tuổi nhưng mà cái tâm tư dễ dãi và thời gian dễ dãi đó, dù là có 3 tháng thôi, 3 tháng sau xuất gia là cũng đã trở thành vị A La Hán. Và Đức Phật thì biết được Bà La Môn Ra Thá, vị tỳ khu Ra Thá rất là dễ dạy, vị trưởng lão Sariputta là thầy tế độ và dạy sao thì vị này hành y như vậy, và vậy vị này nhu nhuyễn cái tâm mềm mỏng. Chính vì cái điều đó mà làm cho tỳ khu Ra Thá dù lớn tuổi nhưng mà dễ dàng để thành tựu được đạo quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái người mà có lòng tịnh tín với Đức Phật, tịnh tín giáo pháp, tịnh tín với chư tăng, sống trong hội chúng đó với cái tâm nhu nhuyễn, nỗ lực kiên trì tinh tấn như vậy, thì vị đó sẽ đạt được cái sự an tịnh do cái sự tu tập từ giới tịnh, tâm tịnh đến kiến tịnh đến đoạn nghi tịnh sẽ đạt được. Như vậy thì những cái tâm hoang vu giống như ở trong rừng thẳm mà tâm tối, người đó đi không thể nào ra khỏi cánh rừng đó. Thì người mà lọt vào hoang vu, cái tâm hoang vu đó thì cũng y như vậy. Vì họ nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ chư tăng, nghi ngờ những cái vị tỳ khưu bất mãn đối với đồng phạm hạnh. Như vậy thì những vị đó đó với cái tâm tư chống đối, với cái tâm tư mà cứng cỏi, với cái sự gây ra cái sự chia rẽ đó, thì chúng ta thấy ở trong luật cũng có nói về những nhóm tỳ khưu mà gây ra cái sự xung đột trong đạo tràng, và Đức Phật thì chế định những cái học giới đó để lắng động những cái sự xung đột đó. Thì chúng ta cũng biết cái tâm tư của chúng ta nó có những cái tâm bất thiện, và những cái tâm bất thiện đó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ. Ngược lại chúng ta cũng có những cái tâm thiện, những là tâm thiện hợp trí, dùng để suy tư về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, tịnh tín với tăng chúng, với bạn đồng tu phạm hạnh, có thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, trước mặt hay sau lưng, vì đó có những cái pháp như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng bất thiện thì cũng có, mà thiện cũng có, do người đó khéo nghe lời dạy của Đức Phật phân biệt về pháp thiện và pháp bất thiện, để rồi từ bỏ những cái sự trở ngại. Như là một người làm ruộng mà biết ruộng đất tốt, đất này là nó phì nhiêu, nó có nước, nó không có sâu bọ, nó không có chuột phá và nó không bị phèn. Thì trồng lúa xuống dưới một miếng ruộng mà đất đai phì nhiêu, có nước, không bị chuột bọ và không có bị phèn đó, thì lúa nó rất là tốt. Người nông dân đó sẽ thu hoạch được lúa rất là trúng mùa. Thì cũng như vậy, một người mà tâm họ khéo tu tập đó cũng giống như một cái người làm ruộng hay một người làm vườn, dọn miếng vườn đó cày bừa kỹ lưỡng, dọn những cái gốc cây để không có cho chuột bọ trú ẩn, dọn dẹp sạch sẽ, biết rải những cái loại thuốc khử trừ những cái mầm bệnh hoặc là những cái loại sâu bọ nằm ẩn dưới đất, để rồi gieo trồng lúa đậu bắp ở trên cái miếng đất đó với cái quy trình là đủ phân, đủ nước, đủ thời kỳ, chăm sóc kỹ lưỡng, cỏ rác sạch sẽ, thì người đó thu hoạch được mùa màng. Mà trong kinh cũng có mô tả, dù người đó không có thần thông nhưng với năm tháng ngày giờ đó, thì lúa nó cũng vẫn mọc và nó vẫn lớn theo thời gian, và người đó dù không có ước nguyện nhưng mà lúa nó vẫn chín, dù người đó không có thần thông kêu lúa chín, nhưng mà rồi với thời gian năm tháng lúa trồng rồi lớn lên nó sẽ kết quả là chín vàng cánh đồng. Cũng như vậy, một người mà khi mà làm cho cái năm cái tâm hoang vu được diệt trừ đó, nếu mà cái tâm hoang vu này mà còn đó, đó là cái sự trở ngại, một cái sự trở ngại lớn lao cho cái đời sống phạm hạnh. Mà khi mà đoạn được tâm năm tâm hoang vu đó
thì đó là cái sự thành tựu. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái pháp bất thiện đó thì có một cái pháp thiện, cái pháp để hướng hạ thì có cái pháp hướng thượng. Đức Phật người nói như vậy. Như vậy thì những cái tâm mà triền phược được đoạn trừ đó, cái tâm hoang vu được đoạn trừ và cái tâm triền phược cũng được đoạn trừ, đoạn tận, thì chúng ta biết rằng những cái người mà họ bị triền phược là gì, bị cột trói đó, thì chúng ta thấy dục, dục là cái sự cột trói, bởi vì chúng ta tham dục, tham ái và mong muốn ái luyến khao khát, thì những cái pháp đó nó sẽ là những cái sự trở ngại, nó là cái sự triền phược, tham dục triền phược. Như vậy thì nó sẽ cột trói cái tâm của mình. Bởi vì giam cầm cùng sắt cong cây cũng chưa phải thật kiên trì trói trăng, tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn trói trăng giam cầm. Luyến ái thế gian thì vì những cái dục lạc ở cõi đời, và những cái dục lạc đó nó cột trói, nó còn hơn cái gông cùm nữa. Gông cùm thì nó cũng bị mòn mỏi, nó cũng bị hư hao với thời gian, nhưng mà cái lòng tham ái thì nó vẫn không bị mòn mỏi với cái thời gian nếu mà mình không biết tu tập. Chỉ có khi nào mình tu tập và mình bào mòn những cái tham ái đó bằng những cái tâm ly tham, đó là những cái tâm thiện. Còn nếu không thì cái tâm tham nó vẫn lớn theo thời gian, chứ không phải vì mình sống rồi nó sẽ bơi vơi đi bớt, nó không có điều đó quý vị. Nó chỉ có lớn mạnh thêm những cái tham ái thôi, nó tăng trưởng cái tham ái nào nó chưa tăng trưởng thì nó sẽ tăng trưởng theo thời gian với một người không biết phòng hộ, không biết nỗ lực để tu tập. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái triền phược đó thì cái tham ái đó là cái sự cột trói, nên thường Đức Phật nói rằng các pháp đó, lấy ly tham là tối thắng. Còn khi mình tu tập mà bị tham ái, đó là mình đã không tu đúng lời dạy của Đức Phật một cách tóm tắt tất cả các pháp, lấy ly tham là tối thắng. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự dục cầu đó, mình ham ăn, ham ngủ, ham danh và ham lợi, ham những cái thụ hưởng đó, ham cái hư danh đó, nó cũng là những cái sự trở ngại. Và những cái sự trở ngại đó đó, nó là cột trói. Bởi thường thường quý vị biết rằng ngũ dục đó, với thiền định đó, nó có một cái sự gạch ngang ngăn chặn, đó là năm cái chi thiền, nó diệt trừ năm cái triền cái, nó tạm thời đè nén được cái tham dục cái, sân độc cái, hôn tùy cái, đạo hối cái và hoài nghi cái. Nên khi mà nói đến một cái người mà đạt được từ giới tịnh tới tâm tịnh, đó là muốn nói đến cái năng lực tu tập của tâm. Và người đó khi mà muốn đạt được cái sự ly dục đó, ly ác pháp chứng và trú đó, thì người đó phải đoạn tận những cái tham dục. Những cái tham dục trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, không có khao khát, không có mong cầu. Vì dục nó giống như một cái túi không có đáy, mình bỏ bao nhiêu thì không đầy được cái lòng tham của mình. Nên trong kinh Pháp Cú có nói là chế ngự được nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thì căn thân căn đó, lành thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Thì chúng ta thấy rằng dục nó giống cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời đó. Dục là cái sự mong mỏi, cái sự hưởng thụ. Như vậy thì những cái dục đó nó làm cho tất cả chúng sanh điên cuồng, nó làm cho chúng sanh khao khát trong những cái khả ái, khả hỷ, khả lạc, không có thể nào nhận diện được đó là cái sự vô thường, đó là sự biến hoại, cái sự không bền vững đó. Không có thể nào mình nhận diện được đối với danh và sắc, đối với những cái vật chất bên ngoài hay là nội thân của chúng ta cũng như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái tham ái hay là những cái triền phược đối với các dục hay là đối với các sắc, những cái tham ái đó đối với sắc thinh khí vị, cho đến vật thực, mình tham ăn thích ngủ, ham uống, ham nặng nề về khoái lạc sàng tỏa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái ham về hôn trầm thủy miên. Thường thường thì quý vị biết rằng khi mà mình ăn uống vô điều độ như vậy đó, thì mình sẽ rất là bị nặng về hôn trầm thủy miên. Nên thường thường những cái người mà họ ăn uống nhiều đó, thì chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú nói là con heo thích ngủ ham ăn đó, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi.
Thì cũng như vậy, khi một vị tỳ khưu mà muốn thoát ly dục, mà bị nó tham ăn, tham hưởng nặng về sàn tọa, hưởng nặng khoái lạc về ngủ nghỉ, ăn cho đến thỏa thê, bụng chứa đầy như vậy đó, thì cái tâm tâm triền phược nó không có được đoạn trừ. Bởi vì đó là những cái sự cột trói quý vị. Đời sống của chúng ta đó là sống bị cột trói đó. Chúng ta bị cột trói, dính mắc vào một cái gì đó, thì cái tâm chúng ta nó không có tự tại. Bởi vì khi mà dính mắc đó, thì cái tâm chúng ta nó bị chi phối, bị buộc ràng vào đó. Dù là cái sự thích thú ở trong các cái sự ăn uống ngủ nghỉ, cho đến cái sự đam mê khoái lạc trong cái ăn uống ngủ nghỉ, cho đến khi mà chất chứa hay là mình tham ái trong cái các sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị, các cái sắc pháp đó mình không có hiểu biết được. Như vậy đó, thì những cái sự cột trói này đó, cho đến Đức Phật ngày giảng dạy cái sự cột trói đó, nếu một người tu tập với cái đời sống tu tập phạm hạnh đó, với cái mục đích không có thoát ly đó, đó là những cái sự mong mỏi sanh về những chư thiên để hưởng thọ những cái dục lạc, như là thiên lạc, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, danh xưng, thiên thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Thì những cái điều đó được Đức Phật nói về một cái tinh thần nhân quả, nhưng mà một cái người tu tập đó để mong cầu chấm dứt, dù chúng ta biết khổ hay vui đó, nó cũng là cái sự luân hồi, và vui nó cũng bị hoại khổ, có nghĩa là những cái niềm vui đó nó cũng bị tan biến theo thời gian. Và cái sự khao khát của lòng tham dục đó nó không bao giờ dừng lại. Nên chúng ta thấy những cái bài kệ Bất Cú nói về những cái vị mà tham luyến, như là hưởng thụ những cái dục lạc, như là người tham luyến những bông hoa, rồi tử thần đến bắt, dẫn bắt người đó đi, như là lục mà trôi làng ngủ. Thì những cái điều đó được Đức Phật ngày giảng dạy đó, nghĩa là khi một người mà cái tâm của họ đó không hiểu được cái sanh hữu là gì, thì họ do cái ái đó, nó mạnh thành thủ thủ và nó đưa đến sanh hữu. Như vậy đó, thì những cái việc làm với cái nội tâm mà mong mỏi luân hồi sanh tử đó là chưa có đoạn trừ được những cái sự cột trói, những cái triền phược của tâm. Và thường thường thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngài nói về những chúng sanh đó, khi mà họ sanh vào chư thiên đó, thì họ khi mà họ hết phước họ cũng vẫn sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, chứ không phải vì họ sanh lên cõi trời rồi mà họ có thể đoạn tận được những cái khổ cảnh trong tương lai, không phải vậy. Chẳng qua chỉ là một cái phước duyên do cái sự hành trì mà họ phải ước nguyện được giải thoát, mà họ lại không ước nguyện giải thoát, không nỗ lực để tu tập được giải thoát, mà họ lại ước nguyện để sanh thiên. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng những cái sự triền phược hay là những hoang vu đó là nói đến nội tâm. Nội tâm đó nó không có sáng sủa, là nội tâm hoang vu. Và nội tâm triền phược là những gì bị cột trói, giống như con khỉ mà nó bị cột trói thì nó không thể nào chạy được. Con người bị cột trói về danh lợi tài sắc, hay là ăn uống ngủ nghỉ đó, thì nó cũng vẫn cột trói chúng ta dính mắc trong các cái sanh hữu, nhất là những chúng sanh hưởng thụ những cái vật thực ăn uống mà bị trôi lăn trong cái sự sanh tử luân hồi. Dù chúng ta nhìn loại nào đi nữa, thì khi mà không có trừ bỏ được những cái tham ái, không có dứt trừ được những cái hoang vu hay triền phược, thì vị đó cũng không thoát khỏi, dù là loài người hay loài thú. Thì chúng ta thấy những con thú nó bị nghiện những cái loại vật thực, người ta có thể bắt nó làm nhiều trò, nhưng mà nó cũng không thể thoát khỏi vì nó ưa thích, không thể bỏ đi được. Nhưng mà nếu mà nó không có ưa thích, nó không bị chế ngự bẩn những cái đó, thì nó sẽ tự tại trong rừng núi, nó không bị người ta bắt nó phải làm như thế này hay thế kia. Thì cũng như vậy, nếu mà tâm chúng ta bị hoang vu là không có phương hướng, tâm bị trường phược là bị trói, là trói chặt đó, thì chúng ta không thể nào lớn mạnh. Bởi vì thường thường giới tịnh, tâm tịnh rồi mới đến kiến tịnh, mới đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo thi kiến tịnh. Thì cũng như vậy, khi một người mà có cái sự nỗ lực, là có cái sự bước lên từ từ bỏ tâm hoang vu, hay là từ bỏ cái tâm triền phược, thì vị đó mới có thể lớn mạnh trong giáo pháp, giống như một mảnh vườn được cày bừa, được dọn dẹp sạch sẽ,
đầy đủ điều kiện để gieo hạt giống, với cái sự gìn giữ cỏ rác, phá hoại cây trồng thì cây trồng sẽ lớn và nó sẽ đâm hoa kết nụ, để những cái mùa bội thu cũng như vậy, ruộng vườn cũng như vậy. Và tâm tư của chúng ta nó cũng giống như vậy, khi mà Đức Phật là bậc đạo sư khéo thuyết giảng, và Ngài nói về những cái tâm hoang vu cần được đoạn tận, và cái tâm những cái triền thuộc trong tâm cần được tháo bỏ, không có luyến ái, không dính mắc, và có sự cương quyết để vượt khỏi cái sự luân hồi. Vì mỗi kiếp luân hồi mang lại bao nhiêu cái sự khổ, mà nếu chúng ta bình tâm ngồi suy nghĩ từ cái thuở nhỏ, phải học hành thi cử cho đến khi lớn lên, nỗ lực làm lụng để gây dựng cái mái ấm gia đình, cho đến khi mà về già thì bệnh hoạn, với cái thời gian và muốn muốn được an ổn cũng không có được. Thì cũng như vậy, khi một cái người mà suy nghĩ về cái dòng luân hồi, cái sự tạo tác trong các cái pháp hữu đưa đến cái sanh hữu trong tương lai, thì nó cũng sẽ y như bây giờ thôi, không thể nào thoát khỏi. Chúng ta đừng mong mỏi rằng ở trong cái danh sắc ngũ uẩn này mà tìm được cái sự an vui tồn tại lâu dài. Nó chỉ là những cái an vui do cái phước báo công đức, cũng chỉ là tạm thời, như là bữa ăn ngon, một giấc ngủ ngon, trong bao nhiêu đêm dài mà bị bao nhiêu cái sự khổ sở, vì những cái bệnh hoạn, vì những cái điều kiện, vì những cái lo toan mà không ngủ nghỉ được, lâu lâu được một giấc ngủ ngon. Thì cũng như chúng sanh sanh về các cái cảnh giới thiên cũng giống như vậy, với cái thời gian dài ngắn được so sánh như là một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ ngon mà thôi. Thì cũng như vậy, Đức Phật Ngài nói về cái sự luân hồi vô tận của mỗi chúng sanh, và người nào mà hiểu biết như vậy đó, thì người đó mới dùng cái sự nỗ lực để tu tập, như là dục thần túc, là cái sự ước muốn chứng đắc được tâm tịnh, hay là kiến tịnh, hay là đoạn nghi tịnh, hay là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, để đạt được cái sư thế niết bàn, đạt được cái pháp mà chấm dứt cái sanh hữu, cắt đứt những cái tham ái, cắt đứt những cái lậu hoặc phiền não. Như vậy thì cái sự nỗ lực để mà Đức Phật Ngài nói về bốn duy túc đó, bởi vì một người mà tu bốn niệm xứ phải có bốn chánh cần, là sự nỗ lực siêng năng, rồi phải có bốn duy túc, dục duy túc là cái pháp đầu tiên. Vì bốn cái duy túc này đó, thì chúng ta hiểu đó là bốn cái pháp trưởng để tăng trưởng lên, lớn mạnh lên, thành ra dục thần túc đó, đó là cái sự ước muốn để đủ cái điều kiện đạt được cái thiền định, để lắng động năm cái triền cái, để dễ dàng chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Vì thường thường chúng ta biết rằng, như là trong kinh Năng Chi nói về một đống bất thiện đó, là nói về năm triền cái. Và một người mà khi mà có tu tập về dục thần túc, ước muốn chứng đắc được sơ thiền để ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do sơ thiền mang lại, hay là nhị thiền, hay là tam thiền, hay là tứ thiền, hay là ngũ thiền sắc giới, hay là bốn thiền vô sắc, để đạt được không có còn dính mắc, không có bị những cái hôn trầm thị biên cái do chi tầm, không có bị hoài nghi do chi tứ được đè nén, không có sân độc do chi hỷ, không có trạo hối do chi lạc, không có tham dục do chi định. Thì khi một người mà họ có cái sự nỗ lực để tu tập dục thực thần túc á, cần thần dục thần túc, rồi tâm thần túc, thẩm thần túc, dục cần tâm thẩm, đó là bốn cái pháp như ý túc. Thường thì quý vị biết rằng một cái sự tu tập đó, mà đạt được cái định định tu tập đó, như là dục duy túc cô hữu với tinh tấn thiền định, nói đây là nói đến định sơ thiền, định nhị thiền, tam thiền, định tứ thiền. Và cái sự thiền định đó, đó nó được mang lại đó, đó là một bước để đạt được đạo quả niết bàn rất là dễ dàng. Nên chính vì như vậy, nên Đức Phật Ngài khuyên một cái vị tỳ cô hãy nỗ lực tu tập thiền định, rồi dùng cái thiền định thanh tịnh đó để tu tập tuệ quán, sẽ đạt được những cái sự giác ngộ giải thoát. Thì điều này được Đức Phật Ngài giống như con gà
được ấp qua những cái giai đoạn, nó ấp đầy đủ những cái giai đoạn, nó biết các cách ấp, thì nó cũng như vậy. Một người mà tu tập dục nhi túc để với câu hữu với thiền định tinh cần hành như vậy, với tư duy thiền định tinh cần hành như vậy, thì đạt được cái khả năng chánh giác, đạt được cái sự an ổn khỏi. Như vậy ấy, dục thần túc, cần thần túc, tâm thần túc hay là thẩm thần túc, đó là cái trí tuệ để thấy được cái sự danh sanh diệt của danh sắc, cái khổ lụy của danh sắc. Từ cái thẩm thần túc đó là cái tuệ giải thoát, hay là cái tâm thần túc là cái sự thiền định mang lại, mà chúng ta gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là đạt được những cái năng lực định, do được đè được năm cái tiền cái. Như vậy thì cái sự nỗ lực được Đức Phật ngày dạy, cái sự nỗ lực tu tập mà để dứt trừ năm tâm hoang du, để tháo bỏ 500 phiền phược, để thành tựu được các cái như ý túc, đó là một cái khả năng để thành tựu vị chánh đẳng chánh giác, cũng như những vị tinh văn đệ tử của Đức Phật. Vì sự nỗ lực đó đã đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc, diệt trừ các cái chướng ngại, giống như là đã tháo bỏ, không có còn nghi ngờ. Với cái sự nỗ lực để tháo bỏ những cái sự trở ngại, cột trói, cái sự dính mắc vào các cái giác quan, các cái trần cảnh, các cái sự hưởng thụ, đam mê, những cái khoái lạc, những cái sự đó với cái hình thức là tham ái, dính mắc và chấp thủ. Như vậy thì Đức Phật này nói một con gà mái nó ấp 10 cái trứng, nó khéo ấp, nó khéo trộn cái trứng đều từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Như vậy thì dù con gà không có ước mong, con gà con nó sẽ phá dở cái vỏ trứng dưới móng và dưới cái mỏ của nó. Nhưng mà rồi khi mà con gà nó có cái sự chuyển hướng ấp đúng cách đó, thì từ cái trồng trứng gà nó sẽ liên kết lẫn nhau, có lớn mạnh trong cái vỏ trứng, và nó sẽ lớn với lông, với móng, với mỏ, và nó sẽ chọc thủng được cái lớp mỏ, lớp vỏ, và nó sẽ nở thành những con gà con theo y như cái hình thức mà nó sẽ lớn thành những con gà mẹ. Nó cũng như vậy, Đức Phật này nói khi mà làm đúng cách đó, thì nó sẽ đạt được thôi. Dù mình có ước mơ hay không ước mơ thì nó cũng thành tựu, như là trong kinh Trung Bộ mà chúng ta học mà cũng có những cái đoạn kinh mà Đức Phật nói rằng một người hành đúng giống như người đã ép dầu, dù ước muốn có dầu cũng có dầu, không ước muốn cũng có dầu, vì người đó làm đúng cách, lấy dầu và hấp lên rồi bỏ vô cối để ép, ép đúng cách, rưới nước đúng cách thì nó sẽ ra dầu. Thì dù có ước mơ cũng có dầu, mà không có ước mơ cũng dầu, vì người đó làm đúng cách. Thì cũng như vậy, khi một người tu tập đúng cách đó, thì người đó sẽ đạt được niết bàn, đạt được cái sự an ổn, giải thoát khỏi những cái ách phược. Ách phược là những cái sự trói buộc, nó trói buộc, hoặc là nó câu thúc, những cái sự câu thúc đó. Thường thường quý vị thấy là những cái gông cùm, những cái ách phược đó, như con bò nó phải mang cái ách, thì nó phải mang cái ách, đó là một cái sự khổ lụy của nó. Cũng giống như vậy, khi con người mà bị những cái hoang vu tâm và những cái triền phược tâm đó, thì tâm nó không có được giác ngộ giải thoát, vì nó bị cói trói buộc. Như vậy thì khi một vị mà tu tập về bốn di túc, dục thần túc hay là cần thần túc, đó là cái sự tinh tấn nỗ lực đúng phép. Tâm thần túc là muốn nói đến tâm giải thoát bằng thiền, thẩm thần túc là muốn nói đến cái trí tuệ suy quán từ cái tuệ mà phân biệt danh sắc cho đến cái tuệ đạo tệ quả, để thành tựu được cái sự chứng ngộ được tâm siêu thế, để thành tựu được đạo quả niết bàn đó, thì nó phải trải qua những cái giai đoạn. Cũng như con gà nó trải qua cái thời gian ấp đúng cách thì nó sẽ nở thành gà con.
Một người mà tu tập về để trừ diệt được 5 tâm hoang du, để tháo bỏ được 500 triền phược và nỗ lực tinh tấn để đạt được những cái pháp thần túc, dục cần thần túc, tâm tẩm thần túc và cái sự tinh tấn dũng mãnh để hướng cầu giải thoát. Đó là cái mục đích chấm dứt cái sự sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh một cái gà con, những cái trứng gà cũng nở thành con gà. Những người làm vườn làm đúng cách thì cũng thu hoạch. Những người làm ruộng làm đúng cách thì dù là không có thần thông nhưng với thời gian thì lúa nó cũng lớn và nó cũng chín. Chỉ cần làm đúng cách thì với cái thời gian đó nó mang lại cái kết quả. Như vậy thì một cái người tu tập á, mà khi hành trì qua những cái giai đoạn, mình có lòng tịnh tín đối với Đức Phật, tịnh tín đối với giáo pháp, tịnh tín đối với chư tăng, hoan hỷ với bạn đồng tu phạm hạnh, và tâm tư đó nhu nghiến dễ sử dụng, và đừng để những cái sự rối buộc trong cả cái sự hưởng thụ, dù là những cái hưởng thụ lợi dưỡng hay là những cái khổ hạnh hay là những cái sự cực đoan đó, đều là không có mang lại kết quả. Và chỉ có khi nào mà nhận rõ, hiểu rõ những cái gì là trở ngại thì người đó dễ dàng, cũng như một người lữ hành đi trên đường, biết phải nghỉ chỗ nào, biết phải mang cái gì và phải biết cân đối cái thời gian đi đứng như thế nào để gìn giữ cái sức khỏe ở trên đoạn đường mà mình sẽ đi tới, với cái thời gian tính toán kỹ lưỡng như vậy đó thì người đó cũng đi đến cái chỗ đó, yên ổn. Còn một người mà họ không có phân bổ được cái đoạn đường, không có biết mang cái gì theo, không phải biết ngủ nghỉ như thế nào để điều hòa, ăn uống như thế nào để đủ sức mang cái gì cần mang trên cái đoạn đường dài, thì đó là những cái điều mà sẽ làm cho người đó chết giữa đường và không có đến được cái mục đích, cái điểm cần phải đến. Còn một người mà biết phân bổ cái thời gian, sức lực, ăn uống, ngủ nghỉ, biết phòng hộ cái cách này cách kia đó, thì người đó cũng sẽ đi đến, dù là con đường đó xa hay là gần. Thì đối với người mà biết phân bổ, biết sắp xếp, biết chu toàn, biết suy nghĩ, thì người đó đi, người đó đến một cái sự đến bằng cái sự yên ổn. Thì cũng như vậy, chúng ta biết rằng một cái sự tu tập đó, vượt qua phiền não ma, ngũ uẩn ma, tử thần ma, chư thiên ma, pháp hành ma, thì phải vượt qua những sự trở ngại trong nội tâm để làm cho giới tịnh hay là tâm tịnh, là muốn nói đến cái phần giới học hay là định học, kiến tịnh cái thành phần để nói đến tuệ học. Như vậy thì trải qua những cái trạm xe để đạt được cái thành tựu, đến cái mục đích một cái thành phố hay là một cái bảo điện mà mình muốn đến, thì mình đi qua những cái chặng đường. Cũng như vậy, một người muốn đạt được cái sự niết bàn an ổn thì trải qua các cái giai đoạn, giống như là một cái trạm xe, cần phải đến cái trạm xe đó và đi chiếc xe thứ hai, rồi đến trạm xe thứ hai, rồi đi chiếc xe thứ ba, đến trạm xe thứ ba, đi chiếc xe thứ ba, đi đến trạm xe thứ tư. Nó cũng giống như vậy. Một cái người tu tập thì cũng phải trải qua những cái giai đoạn. Những cái giai đoạn đó là sự rèn luyện tâm của chúng ta để từ bỏ, để không dính mắc, để có lòng tịnh tín hơn. Vì tính tấn niệm định tuệ đó là những cái quyền hay những cái lực mà người cần phải có, hay là dục cần tâm thẩm, đó là những cái thần túc mà cần phải đạt được để đạt được trong 37 phẩm bồ đề trợ đạo, trong cái giai đoạn tu tập lớn mạnh, giống như những cái hạt mưa theo những cái thời gian, và những cái hạt mưa nó tụ tập lại từ những dòng suối nhỏ rồi đến dòng suối lớn, từ sông nhỏ đến sông lớn, rồi cuối cùng đổ ra biển cả. Cũng như vậy, khi một người mà tu tập thuần túy lớn mạnh theo thời gian, thì cũng như những giọt nước với cái thời gian chảy và tụ hội trở lại rồi đẩy ra biển cả, cũng giống như vậy. Một người mà muốn đạt được niết bàn thanh tịnh thì trải qua những cái giai đoạn tu tập. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì cái bài kinh Tâm Hoang Vu đó, thì con xin trình bày chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi
sao tôi cái chân chúng tôi học đó mà chúng tôi tuyệt siêu chúng tôi có ở trước máy mà chúng tôi có nghe được không, nếu chúng tôi tuyệt siêu đang có mặt ở trước máy xin chúng tôi có thể trả lời cho cô thưa được đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi chủ tọa tuyệt siêu, chủ tọa có trước máy mà có nghe được không? À, thưa vị, như chủ tọa tuyệt siêu không có ở trước máy. À, trong thời gian chờ đợi, chư vị giảng sư vào rung thì để cho chủ tọa học đăng nghỉ ngơi trong giây lát. Chúng tôi xin có vài lời chia sẻ nhưng về kinh nghiệm hôm nay. Thưa vì trong đời sống tu tập thì ở trong một cái thí dụ nào đó thì chúng ta thể hiểu như là mình cố gắng trồng những cây lành trái ngọt ở trên cái mảnh vườn tâm của mình. Vì nào mà có làm vườn rồi thì thấy rằng khi mà mình gieo những hạt giống hay trồng những cái cây mà còn gọi là cây con thì chúng ta có thể đem trồng vào một miếng đất mà chưa dọn sạch, còn có quá nhiều những cây khoan, cây dại và những cái cỏ, chứ còn có dại nó sẽ lấn khiến cho cái hạt giống không sinh sôi nảy nở được. Thì cái mảnh đất mà nó đủ sạch sẽ, đủ màu mỡ ở trên đó thì chúng ta mới có thể gieo trồng được những hạt giống tốt, rồi cây trái từ đó nó mới mọc lên. Một người tu tập không có đơn thuần là mình mặc chiếc áo tu hay mình ở vào trong chùa, mặc dù nhiều người thì rất là quan trọng việc đó, vào chùa mặc áo tu thôi, nghĩ như vậy là lớn theo thời gian. Nhưng mà kỳ thực thì mỗi chúng ta đều có cái giai đoạn mà giai đoạn phải vượt qua. Chúng ta tạm gọi là một cái sa mạc của đời sống. Cũng giống như Dương Anh có từng viết tác phẩm gọi là sa mạc trẻ rồi. Ở cái thời điểm nào đó mà tâm của chúng ta nó còn hỗn mang, nó chưa có định hướng, chưa có một cái niềm tin rõ ràng. Và chính vì điểm này, những gì mà mình nỗ lực 10 thì nó chưa có khó kết quả tới 1 nữa. Chúng tôi nhớ là ở bên Mỹ đó, người ta nói là người Việt Nam đi học, trẻ em Việt Nam học tương đối mà nói thì rất là khá, rất là giỏi, điểm cao nhiều tính về tỷ lệ so với những người bị trắng hay bị đen. Và một lý do rất là dễ hiểu là những người trẻ, những người Việt Nam khi mà đi học thường nhận được một cái sự hỗ trợ của cha mẹ là bắt con phải bớt đi chơi, bớt coi tivi, bớt chơi game. Thậm chí có nhiều cha mẹ mà đi làm cực khổ chứ không muốn cho con đi làm, sự chi phối bắt con dồn vào học. Sự hỗ trợ đó là một sự hỗ trợ rất là quý báu, quý báu lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì khi một
người trẻ đi học mà chẳng những dành toàn chiều tập trung rồi mà có được cái căn bản là vững tin vào việc học của mình, thích thú với việc học của mình, thì từ đó cái sự tiến bộ đến là một điều đương nhiên. Mà cái giai đoạn đó nếu chúng ta không có vượt qua và chưa có định hướng, chưa có được cảm thấy là mình vui với cái học, mình thích thú với việc tu, thì quý vị mình cứ rơi vào trong một tình trạng là lưng khừng, tức là chập chờn, không có rõ ràng. Nhiều người sống trong chùa 10 năm, 20 năm, cuộc sống của họ không có được, không có định hướng rõ. Không định hướng thì rất là khó. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp. An cư ở đây là đời sống của chúng ta phải ổn định. Cái sự ổn định đó là nó vượt qua những cái lấn cấn của nghi hoặc, của thiếu lòng tin cơ bản. Cái đó quan trọng lắm. Nhiều quý vị quan hệ trời. Hello. Dạ, dạ đang ở Houston anh Dũng. Dạ. Ồ, dạ. Dạ, dạ vâng, dạ, dạ được. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, thượng tọa giác đẳng bận rồi. Dạ, con thấy thượng tọa giác đẳng đã chát lên thỉnh ngài Tỳ Siêu. Dạ, ngài Tỳ Siêu có trước máy không? Có nghe được âm thanh của con không, mạch ngài? Nếu ngài có trước máy, ngài nghe âm thanh con, ngài, con cung thỉnh ngài cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Kính thưa quý vị, câu thơ lần một xin trở về thí dụ cụ thể về sự biểu hiện nghi hoặc và không có tính, không có tỉnh tính ở Phật pháp tăng của một vị tỳ kheo. Có thể chăng một vị tỳ kheo tin vừa tin ở Tam Bảo mà cũng vừa tin ở mê tín? Thưa quý vị, không phải đợi đến khi một vị tỳ kheo nói lên những điều nghi ngờ về Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, và ngay cả cái sở hành
sinh hoạt của vị đó trong đời sống hàng ngày, nó cũng biểu hiện được cái sự thiếu niềm tin lên Phật Pháp Tăng như thế nào. Ở đây thưa quý vị, khi một vị tỳ kheo sống thiên về lợi dưỡng, chỉ biết hưởng thụ những cái vật chất và làm cho thân này được khỏe, và thiếu cái sự tinh tấn, không có sự hành trì, không có thiết tha học hỏi Phật pháp, như vậy đã gọi là biểu hiện sự thiếu niềm tin ở Phật pháp tăng. Một người mà thiếu lòng tin ở Phật Pháp Tăng thì tất nhiên người đó không có biết tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nghĩa tăng. Khi một người không có biết tin nơi Phật Pháp Tăng thì tất nhiên đó là cái sự nghi ngờ về Phật Pháp Tăng. Ở đây một người có lòng tin là như thế nào? Có ba cái dấu hiệu. Một người có lòng tin tức là người thích nghe pháp, học pháp. Thứ hai, người có lòng tin là người có sự tinh tấn nỗ lực ở trong cái việc tu tập theo lời của Đức Phật dạy. Và thứ ba, một vị tỳ kheo gọi là có lòng tin tức là vị này có sự nghiêm túc trong giới luật mà Đức Thế Tôn người đã chế định. Như vậy thì dựa vào ba cái biểu hiện của một người có lòng tình tính thì chúng ta hãy hiểu ngược lại là biểu hiện của một người không có lòng tình tính. Một vị tỳ kheo mà suốt cả ngày không có học hỏi giáo pháp, không có một cái tư duy suy nghĩ về giáo pháp, đó là cái biểu hiện thứ nhất, người không có lòng tin. Biểu hiện thứ hai là một người sống lười biếng, không có nỗ lực
để thực hành thiền định. Như vậy là gọi là vị tỳ kheo thiếu lòng tin nơi Phật Pháp Tăng, và cuối cùng là một vị tỳ kheo sống dễ vui và coi thường những cái giới luật không có lòng tàm, lòng quý, không biết sợ hãi trước các lỗi nhỏ nhặt. Như vậy là ba biểu hiện của một người không có lòng tin ở Phật Pháp Tăng. Bây giờ một câu hỏi khác được đặt ra là có thể chăng một vị tỳ kheo vừa tin ở Tam Bảo và vừa cũng tin ở mê tín? Thưa quý vị, không thể nào. Bởi vì một người thật sự có lòng tin đến Đức Phật, trong khi Đức Phật Ngài thuyết pháp để đưa đến cái sự thoát khổ, và giáo pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, trong khi đó đến một người mà mê tín dị đoan, tức là họ đã khinh thường Đức Phật, khinh thường giáo pháp, khinh thường chư thánh thinh văn đệ tử Phật, mà một người có sự khinh thường Tam Bảo chỉ đặt nặng ở chỗ mê tín những cái hình nghi thức rườm rà vô ích mà Đức Phật Ngài đã quở trách. Và người như vậy thì làm sao mà gọi là vừa mê tín mà vừa có được tin ở Tam Bảo được? Điều này chúng ta không cần phải tuyên bố về vị tỳ kheo đó, chỉ cần chúng ta thấy cái sở hành của vị tỳ kheo đó như là mê tín dị đoan thì chúng ta đã biết được vị tỳ kheo đó là không có lòng tin đúng đắn đối với Tam Bảo. Cho nên chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về ý nghĩa qua cái câu thổ lừng số 1. Nam mô Bụt Thầy.
Mà thầy có từ siêu trường đó có nghe được không? Nếu trường đó từ siêu còn nghe được xin trường đó cũng biết cho biết. Một lần nữa xin hỏi trường đó từ siêu trường đó có nghe được không? À, nếu trường đó từ siêu còn ở trước mắt, dạ, xin trình trường đó trả lời cho một câu nữa rồi trên trường đó đi nghỉ. Dạ. Mà trường đó từ siêu, trường đó sống ở trong chùa, từ nhỏ tới bây giờ, trường đó có thấy rằng thể mình một cái người mà có tu thực sự đó, thì thấy những bạn đồng tu mình thường có cảm tình. Ví dụ như mình là người trị luật thì mình thấy những vị mà ưa chuộng học luật thì mình thích. Mình là người học về thắng pháp Abhidhamma mà thấy những vị khác học ẩm pháp thì mình quan nghĩ. Chúng ta có thấy như vậy không? Và thường đó là những người mà không cùng cùng tu không cùng chí hướng họ ít có thương nhau. Có phải về học sinh? Xin hãy ý kiến toàn thể sư, tại vì ở trong bài cái này đó, ở trong năm cái pháp trói buộc nội tại đây có phải là mình ở trong phong năm trong quan tu có cái là mình rất là hòa nhã ái kính đối với các bạn đồng phạm hạnh. Xin kính xin thì tổ quan hỷ trả lời cho cô thưa lục số 3 và sau đó thì sẽ định đi pháp tính trả lời cho cô số 2. Kính xin thì tổ. Nam mô Bụt Thầy. Nó cũng có hai vấn đề. Thứ nhất là một người tỳ kheo thiên hướng về cái hạnh nào, thí dụ như thiền định, thiên hướng về thiền định hay thiên hướng về Phật học, về kinh tạng hay là trì luật, hoặc là duy trì thắng pháp, thì khi vị đó thấy các bạn đồng phòng hạnh vị nào và đồng chí hướng với mình thì quan hỷ, còn khi mà gặp một người khác cái chí hướng thì không có sự quan hỷ. Tuy nhiên cái sự không quan hỷ bất mãn với các bạn đồng phục hạnh làm chuyện khác khác nữa, còn cái chuyện mà mình không thuận dòng với các bạn đồng phạm hạnh như là bởi vì có khuynh hướng về thiền định trong khi mình có khuynh hướng là một vị nghiên cứu Phật pháp, thì hai cái khuynh hướng vì nó khác nhau cho nên không có tiếp cận với nhau được. Nhưng không có nghĩa là vị này phẫn nộ bất mãn với vị kia vì không đúng đắn. Bởi vì khi mà một người phẫn nộ bất mãn với các bạn đồng môn hạnh, tức là người có cái tâm nóng nảy sân giận hay chỉ trích các bạn đồng tu thì đó là cái phiền não, là tâm sân.
Còn cái trường hợp mà đối với các vị mà không đồng lý tưởng, không đồng chí hướng của mình, dầu cho mình có bàn luận hay là có những cái điều thắc mắc hỏi thì bạn, các bạn đồng phòng hạnh cũng không có trả lời được. Cho nên vị này bỏ qua nhưng mà không có cái sự tiếp cận thì cái đó không gọi là cái sự phẫn nộ bất mãn chứ các bạn đồng hòa hạnh. Chừng nào mà đối với các bạn đồng hòa hạnh mà vị đó có hay có cái sự gắt gỏng hay có những lời nói thô bạo thì đó mới gọi là cái tâm quan vu phẫn nộ bất mãn với các bạn đồng hòa hạnh. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số, qua cái câu thảo luận mà Thượng tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sau khi kinh Thượng tọa Thiền sư, để tránh Thượng tọa Thiền sư nghi ngờ, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính mong gì trả lời cho câu thảo luận của chúng ta. Một lần nữa xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước. Dạ. Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói về năm trong quan phu này, đặc biệt là nói về cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với các học giới và cái hảo cảm đối với các bạn đồng phạm hạnh, thì đại đức Pháp Tính nghĩ rằng mới tu mới có hay là người tu lâu vẫn bắt phải những điều này như thường? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tuệ Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với năm cái tâm quan dung này không phải là chỉ có ở người mới tu tập, mà đối với những người mà đã tu tập nhiều năm cũng đều bị như vậy. Có khi đó quý vị biết đó, nếu mà mình tu tập mà mình không có chịu nghe pháp hoặc là mình không có chịu tụng đọc kinh điển, có nghĩa là coi lại những cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết, rồi nếu mà mình không chịu mà nghe cái sự giải thích của những vị trưởng lão, thì coi như là dù cho chúng ta có tu lâu năm đến khi nào đi nữa, thì nó cũng dễ cỡ lên những cái tâm hoang vu, nhất là những cái tâm hoài nghi. Ở đây thì chúng tôi, quý vị biết rằng có những cái lúc chúng tôi cũng như hồi lúc trước, chúng tôi thấy một cái vị đó, khi mà cái vị đó theo để mà chuyển ngữ cho một cái với một cái vị trưởng lão thiền sư rất là danh tiếng, thì mới đầu đó chúng tôi ngồi đó, chúng tôi cũng như là mình ngồi mình nghe, mình cũng chưa có cái niềm tin với cái vị đó,
Vì thường thường á, mình thấy rằng á, những ai mà người ta có học hành, trải qua một cái thời gian học mà nó lâu đó, thì mình mới có cái niềm tin với những cái vị đó. Thì trong cái trường hợp của cái vị này đó, quý vị biết chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe cái vị đó chuyển ngữ, mới đầu chúng tôi không có niềm tin, nhưng mà khi mà nghe cái vị đó chuyển ngữ thì chúng tôi từ từ chúng tôi cảm thấy có niềm tin nơi cái vị đó. Là lúc đó là quý vị biết tại sao? Tại vì chúng tôi nghe cái vị thiền sư đó đó thuyết giảng về cái sự hành thiền mà đối với những người đã từng học Abhidhamma. Thì lúc đó nghe cái vị mà chuyển ngữ lại đó, cái vị đó mới chuyển ngữ nói là ngài hòa thượng đó đang thuyết giảng về sắc quẩn, những cái nhân để sanh lên sắc quẩn đó. Thì lúc đó đó chúng tôi nghĩ rằng là cái vị này mình có niềm tin. Tại vì thật sự ra khi mà một cái đoạn mà thuyết ra như vậy đó, đối với những cái lời văn thông thường, những cái lời văn thông thường mình đã khó chuyển ngữ rồi, mà bây giờ mà cái vị hòa thượng đó đang thuyết giảng về những cái nhân mà nó sanh ra xuất phát do tâm, do nghiệp, do vật thực, do thời tiết vân vân, thì cái người chuyển ngữ này người ta nghe và người ta chuyển ngữ được, thì lúc đó mình cũng cảm thấy mình rất là phục, rất là phục quý vị đó. Nhưng mà quý vị biết rằng sau một thời gian thì nghe cái tin cái vị đó lại đi qua tu theo cái phái là Á Hồng Sa, có nghĩa là ở một cái trường phái khác á, người ta nói rằng là tu cái pháp môn mà Á Hồ Xí á, thì chỉ cần là coi như là ngồi niệm vậy thôi, khỏi tạo phước, khỏi có làm cái chuyện gì hết, là coi như là sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi trong ngay trong cái sống hiện tại này. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để cho quý vị thấy rằng là mai là cái vị đó đã có học hành các ngôn ngữ và đứng ra để mà chuyển ngữ cho một cái hội chúng, một cái hội chúng lớn như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy rằng vẫn bị coi như là lung lay cái niềm tin, lung lay về cái sự mà hành pháp của mình. Hoặc là lúc trước chúng tôi cũng đã từng gặp một vị đó, là coi như là suốt ngày chỉ ở trong phòng để mà nghiên cứu kinh điển thôi, nghiên cứu kinh điển thôi. Thì lần đó cái vị đó mới xuống, cái vị đó nói với chúng tôi là Đức Phật chỉ có thuyết giảng một cái bộ kinh Trường Bộ thôi, ngoài ra những cái bộ kinh đó, những cái bộ kinh mà ví dụ như là Trung Bộ hoặc là Abhidhamma, Vi Diệu Tạng đồ này kia là do người đời sau thêm vào. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó chúng tôi không còn giữ được cái tình thân với cái vị đó, chúng tôi nói thôi, cái kiến hòa đồng giải có thành ra đó, mình không có cùng cái chí hướng, mình không có cùng cái chi kiến với nhau đó, thì thôi, mỗi người tìm một cái chỗ để mà ở để mình, chứ không nên nói qua nói lại như vậy. Thì có những người người ta mới nói với chúng tôi là tại sao mà mình dứt khoát với những cái trường hợp đó quá. Chúng tôi nói rằng là những cái trường hợp này phải dứt khoát, là phải mờ cái vị đó đi cái trú xứ khác. Chứ để quý vị biết rằng cái vị đó khi mà nói ra những cái điều này cho những người cư sĩ người ta nghe đó, người ta hoang mang, người ta nghe rồi người ta hoang mang, rồi từ cái người này đến người kia nó sẽ làm cái hội chúng bị đảo lộn. Mà trong khi quý vị thấy rằng tạng kinh, tạng lực, tạng luận, tạng kinh có bao nhiêu pháp môn, rồi tạng lực có bao nhiêu pháp môn, rồi tạng luận có bao nhiêu pháp môn, rồi được kết tập tam tạng kinh điển vào thời gian nào, lần thứ nhất là thời gian nào, lần thứ hai thời gian nào, có bao nhiêu vị tham dự, rồi được tổ chức tại nơi đâu, có đầy đủ hết mà dám nói rằng là Đức Phật chỉ thuyết có một bộ Trường Bộ kinh thôi. Là chúng ta thấy rằng là những người đó là người ta bị nặng quá rồi,
à, bị nặng quá rồi, thành ra không thể nào mà không thể nào mà à, cộng trú mà chung được hết, chỉ trừ khi nào là cái vị đó bỏ đi là cái tư tưởng đó, là bỏ đi những cái kiến thức đó à, thì à, mới à, cùng nhau để mà à, đồng trụ được, à, cùng nhau ở chung à, một cái ngôi chùa đó. Thành ra ở đây chúng tôi nói ra những cái trường hợp này để à, cho quý vị thấy rằng là có những vị à, tu cũng lâu năm rồi mà có nghiên cứu kinh điển luôn, chứ đừng nói là không nghiên cứu kinh điển, mà trải qua một thời gian là coi như là bị đi lệch à, một cái đường hướng nó quá lệch, nó quá lệch. Mà phải nói rằng là trong cái thời gian đó đó là chúng tôi gặp à, những cái hoàn cảnh đó đó nó cũng rất là nhức đầu quý vị. À, tại vì mình không muốn là mình không muốn là à, coi như là à, à, những vị sư nào mà có cái sự mà cũng như là à, chia tay với mình hết, à, có nghĩa là mình rất là muốn à, cùng nhau à, trụ trong à, một cái ngôi chùa, à, cùng nhau làm chung một cái công việc à, là à, nâng đỡ à, hoặc là phụ giúp à, một cái ngôi chùa đó. Thành ra mình không muốn à, chia tay à, với một cái vị nào hết. Nhưng mà khi mà vướng vào à, những cái tri kiến à, những cái tư tưởng đó thì bắt buộc là phải chia tay thôi. Ví dụ như quý vị biết rằng á, một vị á, mà có thể là người ta hơi tham danh hay là người ta tham quyền, hoặc là người ta thí dụ như là tham về vật chất gì vân vân, à, thì quý vị thấy rằng á, có nhiều khi mình còn bỏ qua được, à, mình còn bỏ qua được, có nghĩa là thôi à, mình thấy rằng có những người á, à, người ta do người ta thiếu thốn một cái gì đó, à, cũng như quý vị biết rằng ở trong chùa của chúng tôi đó, hiện giờ có một cái vị sư lớn tuổi à, bị bệnh rất là nặng, nhưng mà mỗi lần chúng tôi qua đó, à, chúng tôi nhìn cái nét mặt của quý vị đó thì thấy cái nét mặt của quý vị đó rất là sáng, thì chúng tôi ngồi chúng tôi mới nói chuyện cũng như là thăm hỏi và cũng nói chơi, thì à, cái vị đó nói con đâu có cái gì đâu mà để con bám vô để đức, à, đối với cái à, những cái danh con cũng không có được nổi danh, tiếng tâm không có được nổi gì hết, rồi đồ chúng cũng không có, mà vật chất cũng có, cái gì cũng có. Thành ra con nghĩ rằng là có sống thì cũng được, mà không sống không do cái bệnh này mà làm con chết đi thì con cũng không có cái gì mà để mà nuối tiếc. Thật sự ra mình nghe cái vị đó nói, người ta nói rất là nhỏ nhưng mà mình nghe mình hiểu rất là rõ quý vị. Thì chúng tôi cũng nghĩ cũng đúng rồi quý vị, tại vì những cái vị sư đó vào xuất gia rồi tu tập giống như là cái tuổi cuối đời của mình, thành ra coi như là đối với cái danh tiếng hiển vị đó cũng không có nữa, mà đồ chúng cũng không có nữa, mà vật dụng tứ vật dụng cũng không có nữa quý vị. Thành ra chúng tôi nghĩ nếu mà mình ở trong hoàn cảnh nó còn gì nữa tiếc quý vị, còn gì để mà tiếc với cái cuộc sống này nữa, mà với cái thân nó bình, nó ung bú ung nhọt, nó nổi tùm lum, thành ra đâu có còn gì nữa để mà tiếc. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi mới nói với các vị sư ở chùa, vị này cái mặt nhìn rất là sáng, tâm tư rất là vững, nhưng mà chỉ sợ mai mốt đây cái bệnh nó đau, nó làm cho đau đớn quá đó, thì nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng thôi, chứ chúng tôi nghĩ bây giờ cái trạng thái bây giờ của cái vị đó cũng rất là vững. Thì chúng tôi nói thêm cái điều này vô đó, để rằng cho chúng ta thấy rằng là đối với cái đời sống tu tập, có những vị khi mà tu lâu như vậy đó nhưng mà chưa chắc đã chạy được năm cái, đã tránh được năm cái tâm quan dung này, khó lắm quý vị. Chúng ta chẳng những chúng ta coi kinh điển mà chúng ta cần phải đi đến những cái bậc trưởng lão mà có kinh nghiệm về những cái môn giảng một những cái bộ kinh đó, rồi có biết được những cái phần chú giải vân vân, thì chúng ta mới mới gần gũi, rồi chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta tụng đọc, rồi chúng ta suy tư, thì như vậy đó thì chúng ta có thể là chúng ta chỉ đè nén được thôi, có nghĩa là mình đè nén, ngăn chặn năm cái tâm quan dung này thôi. Khi nào mà mình mà thả ra, có nghĩa là mình lơ là tí xíu là mình sẽ bị dính trở lại liền đó. Thành ra ở đây thì nếu mà một người mới vào tu hay là tu tập lâu thì cũng vậy, thì biết an trú ở trong kinh điển, biết đi đến, tìm đến những cái vị trưởng lão
mà có cái kinh nghiệm về ở trong pháp học pháp hành, thì mình theo những cái vị đó để mà mình nương tựa, thì mình sẽ tránh được năm cái tâm quan dung này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận Tường Tọa đã đưa lên. Bây giờ con xin thỉnh Tường Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa dạ quý vị có nghe được không ạ? Dạ, how are you? Dạ, dạ, thank you. Dạ quý vị có nghe được không? Xin chuyên đại đức Pháp Tính. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không vậy? Dạ, nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông quan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Dạ có thư tập cho quyền. Dạ. Dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ. Bạch thư tọa thư quyền, thư tọa có ở trước máy không? Nếu thư tọa có nghe được, xin thỉnh thư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Xin được hỏi thư tọa thư quyền, thư tọa có nghe được không? Dạ. Thư tọa thư quyền, hôm nay chúng ta đọc về kinh này, Đức Phật dạy về những cái ngăn ngại trong đời sống tu tập. Thì có một số người chúng ta khi mà tu tập mà bị ngăn ngại, bị không có tiến bộ, hay là hoặc giả là khó khăn á, thì chúng ta hay nói rằng mình không có duyên, hay là mình không có căn tu. Thì cái nhìn nó có chính xác hay không, chúng ta có nên thay đổi quan niệm hay không, thì xin thỉnh thiền tọa thư quyền. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền cầm mic ạ. Chúng con đạo tràng chúng con chưa có nghe được âm thanh của sư. Con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Dạ con thấy đại đức Tề Tri đã cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ con xin phép được cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng điền khuyết cho thượng tọa Tề Quyền ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh của con. Sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư.
Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ con cung thỉnh quý ngài ạ. À. Dạ con tri ân sư và dạ, cảm ơn Thanh Thủy và Nguyệt. Dạ con cung thỉnh quý ngài nghe được âm thanh con cho con một tín hiệu để thảo luận câu số 4 ạ. À. Dạ thượng tọa giác đặt bận rồi không có cầm mic được. Con xin phép cầm mic để cung thỉnh quý ngài. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tệ Quyền. Quý ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu để con dâng mít đến quý ngài ạ. Dạ, vậy là thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Thầy Quyền. Dạ, cha thú con kính nhân mít à, tới thượng tọa Giác Đẳng ạ. À, thưa quý Phật tử, có lẽ chư Tăng đang bận hay đang gặp trở ngại về kỹ thuật. Trong lúc chờ đợi quý ngài trở lại thì chúng tôi xin được có một vài góp ý. Ôi dạ, thấy Thượng Tọa Pháp Đăng rồi. Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, thỉnh Thượng Tọa có thể trả lời cho câu số 4 là có nhiều người trong sự tu tập thấy có nhiều cái chứng duyên, có nhiều cái không có tiến bộ và nghĩ rằng mình không có căn tu, không có duyên, thì điều đó có chính xác không? Kính cung thỉnh ý kiến của thượng tọa. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, ở trong cái câu thảo luận số 4 đó, thì con xin chia sẻ cho thế này. Thường thường thì chúng ta biết rằng đối với chúng sanh thì đa số mà sống bị nặng nề về phiền não tham ái, mà những cái pháp tu tập đó thì mình chưa có từng tu tập, mà bây giờ mình tu tập nó cũng khó khăn, mình phải hiểu như vậy nó mới chính xác. Thường thường quý vị biết, quý vị vẫn nghe chư Tăng nói đó, nếu một người mà hành dĩ đắc dĩ hay là hành nan đắc nan, hành dĩ đắc nan hay là hành nan đắc nan đó, là muốn nói đến một cái người đã từng tu tập thiền định ở trong quá khứ rồi. À, thì bây giờ mình tu tập thiền định thì dễ, nhưng mà nếu mình chưa tập tu, mình chưa có tu tập thiền quán đó, thì bây giờ mình tu tập thiền quán rất là khó. À, nên mới nói rằng hành dị nhưng mà đắc nan là hành dễ, mà đắc đạo quả thì khó vì mình không có tu thiền quán. Còn nếu mình hành dị đắc dị đó, là trong quá khứ mình đã từng tu thiền chỉ, mình đã từng tu thiền quán á, thì bây giờ mình hành thiền cũng dễ, mà mình chứng đắc nó cũng dễ. Còn trong quá khứ mà mình không có tu thiền chỉ, cũng không có tu thiền quán đó, thì mình gọi là hành nan đắc nan, mình hành cũng có, đắc cũng có. Như vậy cũng giống như bây giờ một cái người mà chưa làm miếng giường, bây giờ muốn có thu hoạch đó, thì bắt buộc phải cực khổ ở đầu để làm miếng giường. Còn một người đã từng dọn đất sạch sẽ rồi, bây giờ thì họ dọn sơ lại, họ tỉa, họ trồng cây, trồng lúa, trồng đất, trồng bắp, trồng đậu thôi. Còn một miếng giường của mình đó, thì nó là hoang vu, nó rừng cây rậm rạp, thì mình phải dọn từ từ rồi mình mới trồng được. Cũng vậy, không thể nào mà chúng ta nói rằng mình là người không có duyên, mình tự khi dễ mình thì thôi là tiêu rồi, chứ không có nói gì nữa hết á. Mình phải nghĩ rằng nha, nên thường thường cũng giống như là chư Tăng cũng thường nói, mình làm trễ rồi mai mình rời sớm. Những người trong quá khứ đã từng tu rồi, muốn họ gặp Đức Phật đó, họ chứng rất là mau, rất là dễ, vì cũng như họ làm trễ bây giờ họ sẽ xong sớm thôi. Còn mình làm trễ mà mình muốn xong sớm thì chuyện nó không có. À, có nghĩa là mình làm rồi nó sẽ có cái kết quả. Nên Đức Phật ngày dạy mình tu đó, dù mình tu thiền quán nó cũng có cái tuệ phân biệt danh sắc, hoặc là yếm ố tệ, kinh hại tệ, quả hoạn tệ, dục thoát tệ. À, thì nó cũng có những cái tệ mà làm cho mình thấy mình chán nản, những cái tệ mà làm cho mình thấy mình nao núng, cũng có những cái điều đó, nó cũng vẫn có chứ không phải không. À, thành ra nhiều khi cũng vậy, thấy cũng một người làm giường vậy đó, nó cũng có lúc nó khó khăn cái này cái nọ, nhưng mà rồi mình cũng phải cố gắng mình, ví dụ mình nói mình trồng cái giường đi rồi nó bị nắng hạn, mình chịu khó mình gánh nước, mình tưới cái hột giống một chút xíu cho nó đừng chết,
cho nó sống, rồi từ từ mưa xuống nó sẽ phát triển mạnh, nó sẽ có nước phân, nó rễ nó mọc bự bự lớn ra thì nó sẽ lớn. Còn bây giờ nó mình mới trồng xuống, bây giờ mình thấy hạn nó hơi héo thì mình phải cố gắng mình gánh nước cực khổ chút xíu, mình tưới cho nó một cây một chút 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 cho nó sống, rồi nó chờ lúc mà mưa thuận gió hòa. Chứ bây giờ mình trồng xuống, bây giờ mình thấy nắng mình bỏ cho nó chết luôn thì thôi, nó đâu có còn cái cây để mà nó lớn lên được. Tuy rằng nó bị nắng hạn mình tưới nó không có đủ như là mưa thuận gió hòa, nhưng mà nó cũng vượt qua cái thời gian nắng hạn, rồi nó sẽ gặp trận mưa, rồi nó sẽ có điều kiện thuận lợi, nó sẽ lớn mạnh lên. Thì cái đời sống tu hành của ai nó cũng phải trải qua trường hợp đó. Nên thường thường mình nói rằng trong quá khứ mình không tu phần chỉ, mình không tu thiền quán đó, thì mình thuộc về thành phần hành nan và đặc cũng nan. Và trong quá khứ mình tu thiền quán, mình không tu thiền chỉ đó, thì bây giờ mình hành nan nhưng mà đắc dị. Trong quá khứ mình đã từng tu thiền quán, rồi bây giờ mình hành đó, để tâm mình yên tĩnh khó, nhưng mà mình đắc chứng đạo quả thì rất là dễ. Nếu trong quá khứ mà mình vừa tu thiền chỉ mà vừa tu thiền quán nữa thì mình hành dị đắc cũng dị, mình hành thì cũng dễ để được được cái tâm định, nhưng mà đắc cũng dễ đắc đạo quả. Như vậy Đức Phật thì nói rất là rõ ràng, trong Phật pháp thì không có cái gì mà gọi là mơ hồ úp mở, mà Đức Phật ngài nói cái gì nó cũng rất là rõ ràng. Ví dụ mà chúng thấy có năm tâm quan vô thì chính vì mình hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi bất mãn, hoài nghi về cái pháp tu chứng bất mãn bằng đồng tu phạm hạnh thì mình sẽ bị trở ngại thôi, mình phải vượt qua cái tâm quan du đó, rồi cái tâm triền phược, cái sự cột trói, mình cũng phải vượt qua sự cột trói đó, rồi mình phải nỗ lực lên nữa. Thành ra quý vị thấy lúc nào nó những cái tuệ phân biệt danh sắc cũng có yếm, tệ kinh hải tệ quả hoạn tệ, rồi cái dục thoát tệ, có nghĩa là nó sẽ vượt qua được. Nó phải trở ngại, giống như bây giờ mình nói mình làm giường làm gì, đừng nói quý vị không biết quý vị sao, chứ bản thân chúng tôi ví dụ mình lâu ngày mình không làm gì đó, mình làm gì nó hơi nặng nhọc, mình đào đất hay là mình đẩy xi măng cát gì đó, mấy ngày đầu nó rã rủ riệt tay chân, nhưng mấy ngày sau nó quen thôi, làm nó dễ. Còn mới đầu mà ai làm mà thấy một hai bữa đầu mà nó rủ riệt tay chân, mình nghĩ thôi mình không làm nổi. Thật sự không phải, cái cơ thể mình nó cũng quen với cái thời gian, quen với cái cách làm của mình, mình chỉ chịu khó, mình thấy nó khó chịu mấy bữa như vậy nó, nhưng mình làm mấy bữa nó quen thôi. Thường thường quý vị biết con người của mình cũng vậy đó, mình làm, mình cuốc ruộng quen rồi, bây giờ mình bỏ cuốc ruộng, mình đi cuốc ruộng một bữa thôi, mình rất là mệt mỏi, mỏi tay chân dở không lên, nhưng mà ngày đầu, ngày hai, ngày ba, rồi cái ngày tư nó hết rồi quý vị. Thành ra chúng ta tu tập, khi mà chưa tu tập quen thì nó trở ngại, nhưng mà khi tu tập hoài rồi nó quen rồi nó cũng dễ thôi. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì chúng ta cứ tự cho mình là có duyên, rồi mình không chịu tu, mình như thế này như thế kia, mình đặt đủ những thứ vấn đề cho mình hết. Chúng ta thấy như là ngày xô nát của Lý Thế Xá, Đức Phật ngài biết được cái tâm trạng mà ngài thuyết giảng cho làm cho quân bình cả quyền, rồi ngài đắc chứng đạo quả. Và khi có mình tinh tấn quá đó, mình thấy mình không phát, không có đạt được cái gì hết đó. Tinh tấn quá mà cái tâm mình bị dao động thì mình muốn quần tục, mình muốn trở về đời sống cư sĩ, nhưng mà mình suy nghĩ cho thấu đáo, hễ mà tinh tấn thì có định, tính thì có niệm, có tuệ thì mình niệm lúc nào cũng có để kiểm soát cái tâm mình như thế nào, thì mình tu tập cho nó sẽ đạt được cái kết quả thôi quý vị. Chứ không phải là mình nói mình cũng có duyên, không phải cái duyên. Trên đời này nếu mình nói người nào vô duyên thì thật sự không có người nào vô duyên hết á. Duyên là cái điều kiện. Ví dụ mình nói rằng con không có cái duyên học thợ may đi, mình đi học thợ may đi thì tự nhiên nó có duyên thôi. Mình có điều kiện, mình tới gần người ta chỉ mình cắt như thế này, may như thế này, luồn chỉ như thế này, rồi may chỉ này với cái áo này, may chỉ này với cái áo này, mình từ từ người ta nói thì mình biết thôi. Duyên á, là cái điều kiện thôi. Mình có cái điều kiện đó là mình sẽ là người có duyên. Mình nói mình không có duyên tu, không phải, mình tu đi là mình có duyên thôi. Chỉ có cái mình không chịu tu quá thì mình diễn cớ này diễn cớ kia thì nó mới nguy hại thôi chứ. Thật sự trên đời này không có ai mà không có duyên tu hết. Tại vì tâm là tâm của mình, tâm tham là tâm tham của mình, tâm đi tham là đi tham của mình. Chứ đâu phải là tâm của ai đâu, tâm là tâm của mình. Nếu mình cứ để cái tâm tham hoài á, mình không có tập đi tham á, thì mình có tâm ác hoài thì mình không có tâm thiện thôi. Khi mình có tâm thiện là tâm đi tham thì nó là đi tham.
thì ly tham mà không dính mắc thì ai mà có cái tâm ly tham thì đều không dính mắc hết, chứ không phải cái pháp này Đức Phật để dành riêng cho người nào giai cấp nào. Ngài nói sát lý lị bà la môn thủ đà la chiên đà la mà có cái tâm ly tham thì cũng giống nhau. Như nước đó, thì người người da trắng da đen trâu bò hay là bất luận loại nào xuống tắm nó cũng mát hết, nước nó có thuộc tính là mát lạnh thì mình xuống mình tắm thì người nào tắm cũng mát hết, con bò con trâu nó tắm nó cũng mát. Chứ đâu cái con người mình nói cái có cái cảm thọ, con bò con trâu nó không có cảm thọ mát đâu, nó không có, nó không có mà. À, thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. À, cái gì có nói xem thì thỉnh thượng tọa. Sa thú kính trình thượng tọa pháp đăng. Chúng quý vị mặc dù thì giờ đã hết rồi nhưng mà chúng ta sẽ có thêm 5 phút nữa. Bởi vì chúng ta tôi quên rồi mà nãy giờ tôi điện thoại vì trục trặc kỹ thuật không có không có cầm mic được. Bây giờ thỉnh thượng tọa tự quyền có nghĩ trả lời cho cô thảo luận số 5, không biết là thượng tọa tự quyền bây giờ đã nghe được chưa? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự quyền có nghe được không? Dạ. Dạ vâng. Có lẽ thì tội tùy quyền để Đức Thầy Tri quan nghĩ cho biết là để Đức có liên lạc được với trường tội tùy quyền không? Dạ. Có lẽ là thượng tọa tự quyền không nghe được. Thưa quý vị, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông, sư có nghe được và có học cầm biết được không? Dạ, nếu được sư Nguyên Thông có thể trả lời cho câu thảo luận số 5 là ở trong bài kinh thì Đức Phật Ngài nói rằng Đức Phật Ngài dạy là có 5 cái sự đối buộc ngồi tồn tại là một người tu mà quá nặng về hình thức. Thì phải chăng là khi mình quá nặng về hình thức thì mình sẽ sao lãng về nội dung, có đúng như vậy không? Hay là chúng ta hiểu như thế nào về điểm này? Xin thỉnh sư Huy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lệnh sư phụ thảo luận câu hỏi số 5, hỏi rằng phải chăng nếu chúng ta quá nặng về hình thức bên ngoài thì sao lãng thực chất bên nội dung? Kính thưa sư phụ, là đúng vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta đó, là khi mà chúng ta nghe cái điều gì hay chúng ta được nghe được giảng giải điều gì mà không chú tâm về cái nội dung, tức là cái cốt lõi của cái lời giải lời nói, thì chúng ta chỉ lặp lại những cái vỏ bên ngoài thôi mà không hiểu rõ được cái nội dung của bài học. Như cái vị tu sĩ cũng như là Phật tử mà khi mà là học kinh thì chỉ đọc sơ số bên ngoài không mà không nắm được cái nội dung của bài kinh. Thí dụ như là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài chỉ nói về cái khổ, diệt khổ. Thì bây giờ mình phải biết tại sao là khổ. Khổ là tại vì vạn vật trên trần gian này không loại ngoại trừ cái loại gì đều vô thường, bởi vì cái vô thường cho con người ta sanh già bệnh chết và những điều nó biến đổi, ngay cả thân xác của chúng ta cũng vô thường, bữa nay sạch mai dơ rồi vân vân, và ngay cả cái tâm của chúng ta, cái body, cái thân xác của chúng ta là về phần vật chất thì nó là dơ dãi từng cái giây phút tắm rồi, nhưng mà cái body của chúng ta có chín lỗ thì lúc nào cũng trước ra những cái chất bất tịnh, và trong cái thân thể của chúng ta thì nếu mà không có tu tập thì nơi đó nó chất chứa những cái tâm địa xấu xa. Vì vậy cho nên vì cái bản chất là như vậy cho nên Đức Phật giảng dạy là chúng ta phải hộ trì tất cả các căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và duyên với trần cảnh bên ngoài là chúng ta chỉ biết như thị mà thôi, nghe như thị chứ không phải là một con người nghe để mà thêm mắm thêm muối vào, bởi vì cái chỗ đó mà chúng ta sanh tử luân hồi.
Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ những cái điều mà Đức Phật giảng dạy chúng ta, chúng ta đừng nặng có gì hình thức, mà chúng ta phải hiểu rõ cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và áp dụng cái giáo pháp đó vào trong tâm của chúng ta, tức là vào cho khẩu hành, thân hành và ý hành của chúng ta, để mà chúng ta là thanh tịnh ở tâm lý. Đức Phật thì giảng dạy rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh tùy ý, thì cái ba cái cô đó là đừng làm điều ác mà chỉ làm điều lành thôi, và thanh lọc cái tâm của chúng ta. Và đó là lời chư Phật ba đời đã giảng dạy cho chúng ta. Mà nếu mà chúng ta hiểu rõ cái điều đó thì tất cả những cái kiết sử triền phược thì chúng ta đã biết điều đó, là khi mà còn vướng mắc những trần cảnh bên ngoài mà còn nặng nề về hình thức thì chúng ta thực sự là chưa có tu hành gì cả. Mà cái tu hành tức là chúng ta phải điều phục, chúng ta phải phải thanh lọc cái tâm của chúng ta. Khi mà căn gặp cái cảnh cho ra cái xúc, thì cái xúc đó là chúng ta phải biết là nếu mà chúng ta đưa cái tâm vào mà để mà nhận xét cái nhận thấy cái điều mà cái tâm chúng ta bị dướng mắc với trần cảnh, thì đó là cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Và vì vậy chúng ta phải thấy rõ điều đó và diệt tận từ cái tâm chúng ta. Thì vì vậy chúng ta mới là có thể nói là đoạn tận những kiết sử, những cái phiền não mình đã trói chặt cái tâm của chúng ta. Kính thưa sư phụ, là vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta thấy rõ những điều đó mà thực hiện hành những lời của Đức Phật giảng dạy, thì mình sẽ hóa giải được những cái năm cái tâm quan du chúng ta, để mà chúng ta trở lại cái sự thanh tịnh trong sạch của thân tâm của chúng ta. Và nhờ vậy chúng ta mới thoát khỏi được cái sự trói buộc của những sắc pháp ở bên ngoài. Mà khi mà chúng ta mở mắt nhìn thấy cái dạng sự trên trần gian này, kính thưa sư phụ, đó là cái tư tưởng của con hiểu về cái câu hỏi số 5. Phải chăng con quá nặng về hình thức bên ngoài mà sao lãng cái thực chất của nội dung? Mà cái thực chất của nội dung đó là cái mà không có nhiễm ô, về không có diệt trừ năm cái tâm quan du, và đừng có ham ăn, đừng có ham ngủ. Và người nào mà còn dục lạc, còn dục tầm, sân tầm, hải tầm, thì tất cả những điều đó là cái phiền não kiết sử nó trói buộc chúng ta trong thế gian này. Kính thưa sư phụ, những điều mà con hiểu về cái câu hỏi số 5, thì nếu chúng ta quá nặng về hình thức bên ngoài mà sao lãng cái thực chất của nội dung, cái thực chất nội dung là cái nội dung của lời dạy của Đức Phật giảng dạy, cho nên chúng ta phải thực hành nghiêm chỉnh những lời giảng dạy của Ngài để mà thấy được chân lý, để mà thân tâm được trong sạch mà thoát khỏi cái trần gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm con, cho con những điều mà con nói chưa hết. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thú cái trường sư Nguyên Thông, thú vị Phật tử, có những bài kinh khi mà chúng ta mới nghe thì không có phải là khó hiểu, nhưng mà để đem áp dụng trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta phải suy gẫm rất là nhiều. Đây là một bài kinh mà liên quan đến đời sống thật, bài kinh liên quan đến sự thực hành, và những điều này rất là cụ thể ở trong mỗi ngày của chúng ta. Nên chi mặc dù chúng ta mới đọc ra thì dễ hiểu đó, nhưng mà chúng ta cần rất nhiều thời giờ để nhắc đi nhắc lại. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Để lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.
Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giác Giải. Cảm ơn tất cả quý vị cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Yeah.